Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như ở trên cái phần tiêu đề cũng như là ở trên tay mình thì các bạn đang thấy đây chính là chiếc Xiaomi Mi 8, nhưng không phải là Mi 8, đây chính là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Khi mà các bạn nhìn thấy trên cái mặt lưng này của chúng ta sẽ không còn vị trí của cảm biến vân tay một chạm nữa, mà cảm biến của nó sẽ được nằm trong phần màn hình. Với chiếc máy này thì mình mượn được ở bên cửa hàng Việt Tablet, các bạn quan tâm thì có thể tham khảo qua đường link mình cho ở phía bên dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem soi xem là cái chiếc Mi 8 Pro này thì nó có những cái điểm gì khác biệt so với chiếc Xiaomi Mi 8 hay không nhá. Ở đây thì mình cũng có hộp, mình cũng sẽ unbox nó ra để cho các bạn xem ở bên trong chúng ta sẽ có những gì. Đầu tiên vẫn sẽ là một cái hộp, và bên trong thì mình đó, nó cũng sẽ chỉ là một cái hộp đựng cái case bên trong để bảo vệ chiếc máy tốt hơn. Cũng như là chúng ta sẽ có ở đây một cái cổng để chuyển từ USB Type-C sang cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Trên cái sản phẩm này thì cũng sẽ không có tai nghe giống như trên tất cả các sản phẩm Xiaomi khác. Bên trong đây chúng ta vẫn sẽ có cục sạc với nguồn ra lớn nhất là 12V và 1.5A, tức là nó tương đương với công nghệ sạc Quick Charge 3.0, tuy rằng là chiếc máy sẽ hỗ trợ sạc 4.0. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có ở đây đó là sợi cáp USB Type-C. Như vậy là trong chiếc hộp của chiếc Mi 8 Pro này nó cũng chả có gì đặc biệt so với chiếc Mi 8 cả. Đến với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng từ cái thiết kế ngoại hình hay là đến cái mặt lưng thì nó cũng không khác bọt nhiều so với chiếc Xiaomi Mi 8. Chủ yếu là ở cái phần lưng này chúng ta đã có một cái gì đó liên lạc hơn, bởi vì đã không còn vị trí của cảm biến vân tay một chạm. Và ở trên cái chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản màu mới, đó là màu chuyển Gradient. Nhưng rất tiếc là mình chỉ mượn được cái phiên bản với mặt lưng màu đen mà thôi, thế nên nhìn nó khá là bình thường. Ở bên trên đây chúng ta cũng sẽ có cụm camera kép được đặt nằm dọc với độ phân giải là 12MP và 12MP, cũng có khẩu độ tương ứng đó là 1.8 và f2.4, giống tương tự như trên chiếc Xiaomi Mi 8. Nhưng mà mình cảm thấy thì hình như là cái cụm camera này nó đã bớt lồi so với cái phiên bản Xiaomi Mi 8 thông thường. Không biết là có phải không, bởi vì là mình không có cái phiên bản Mi 8 bình thường ở đây để so sánh, nhưng mà theo cái nhìn của mình cũng như theo cảm nhận của mình thì nó đã bớt lồi đi một tí rồi. Quay ra với phần mặt trước ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 6.21 inch, độ phân giải là Full HD Plus, chúng ta vẫn sẽ có tấm nền là Super AMOLED, và tất nhiên nó cũng sẽ có những cái công nghệ như HDR10, chúng ta sẽ có chuẩn giải màu DCI-P3. Nó giống tương tự như trên màn hình của chiếc Xiaomi Mi 8. Về vị trí này, khi mà các bạn soi dưới trời nắng gắt thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái ô vuông nằm ở ngay cái vị trí này. Và khi mà các bạn để cái độ sáng màn hình nó ở cái độ thấp ấy thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cái ô vuông nhỏ nó nổi lên bên trên. Nhưng mà nói chung là nếu như các bạn không để ý kỹ vào thì nó cũng không ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Thế nên rằng là cái vấn đề này các bạn cũng không nên quá là quan tâm. Về cấu hình của chiếc máy này thì chúng ta vẫn sẽ có cấu hình như chiếc Mi 8 thông thường là con chip Snapdragon 845, và chúng ta sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có những phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Và tùy thuộc vào túi tiền của bạn như thế nào thì các bạn sẽ lựa chọn những phiên bản phù hợp nhất cho mình. Và trên cái chiếc máy này, khi mình vào bên trong phần thông tin cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ có ở đây đó là MIUI 9.6.6. Rất tiếc là vẫn chưa có MIUI 10 để cho các bạn có thể trải nghiệm được những tính năng gọi là mới nhất của MIUI. Và chúng ta sẽ đến với cái phần mà có lẽ là các bạn quan tâm nhất, đó là về cái cảm biến bên trong màn hình của chiếc máy này thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì ở đây khi mà mình tắt đi á thì nó sẽ hiện lên một cái vùng cảm biến vân tay ở đây, nhưng nó sẽ chỉ hiện trong vòng đâu đó khoảng tầm 15 cho tới 20 giây mà thôi, thì nó sẽ tự tắt để cho chiếc máy này có thể là tiết kiệm pin nhất, cũng như là tránh cái tình trạng bị burn in pixel. Và khi mà các bạn thao tác đặt ngón tay vào đây, kể cả khi mà không có dấu vân tay thì nó vẫn sẽ nhận vân tay của bạn, và đây nó cũng sẽ là dạng vân tay một chạm, các bạn sẽ không cần phải bật sáng màn hình. Các bạn sẽ tắt đi và đặt vào, và theo cái cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy rằng cái tốc độ đọc vân tay trên chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này nó cũng khá là ok, chứ nó không hề chậm như mọi người vẫn chê. Bởi vì đây là một cái công nghệ rất là mới, thế nên chúng ta cũng sẽ không thể nào mà đòi hỏi nó phải như thế này, phải như thế kia, nó phải tốt như vân tay vật lý được. Và theo cái cảm nhận của mình thì đây đã là một điều hợp lý rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thử một chút nước. Và mình đặt thử vào xem. Thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như dính quá nhiều nước trên tay thì chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này chúng ta sẽ không còn nhận được cái vân tay này nữa. Và bây giờ thì mình sẽ lau bớt nó đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy khi mà mình đã lau bớt nước đi rồi và vân tay nó chỉ hơi mỏng một chút thôi thì chiếc Xiaomi Mi 8 Pro nó vẫn có thể nhận được. Thì đây mình đánh giá nó cũng đã khá là tốt rồi, các bạn không nên đòi hỏi quá nhiều. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Nói chung là nó cũng sẽ không khác nhiều so với chiếc Xiaomi Mi 8, mà nó chỉ khác biệt ở cái chỗ là chúng ta sẽ có vân tay nằm bên trong màn hình mà thôi. Trong khi đó cái mức giá của nó sẽ chênh đâu đó khoảng tầm 2 triệu đồng so với chiếc Xiaomi Mi 8 phiên bản 128GB. Và nếu như các bạn thực sự muốn có một công nghệ mới như kiểu là vân tay bên trong màn hình để xịn sò đi Hawaii các thứ thì nên chọn chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này để mang lại những trải nghiệm mới mẻ hơn. Còn nếu như các bạn chỉ cần cấu hình hiệu năng cũng như là camera chụp tốt thì chiếc Xiaomi Mi 8 cũng là đủ rồi. Và tất cả các sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo ngay tại Viettablet. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.